Một ngày làm việc của bác sĩ thẩm mỹ Đỗ Quang Khải tại nhà Nam An sẽ ra sao? Cùng theo chân bác nhé! Sáng đến bệnh viện là bác đã lên ngay phòng khám vì sắp tới giờ hẹn tư vấn với khách. Chào em, nay em đến, lý do sao em đến? Dạ em đến đây để thực hiện cái dịch vụ cắt mí mắt. Tại do cái mí của em nó như này nó không có được đẹp. Kiểu như nhìn mặt nó hơi buồn đó. Em đến đây làm dịch vụ này. Rồi thì cái vấn đề của em là nếp mí nó không có rõ. Nhiều người nghĩ nếp mí do da dư nhưng mà bản chất nó không phải. Là do cái vấn đề con mắt mình nó mở lên thì cái da nó mới dính, cái cơ nâng mi nó tạo được cái nếp mí. Thì cái đó mình phải điều chỉnh lại. Chứ còn mình trẻ vậy thì không có do da mình chỉ lấy một ít thôi. Sau ca tư vấn cắt mí mắt xong, bác Hải có buổi họp điều hành chuyên môn với các bác sĩ nhà Nam An. Chuyên môn với khoa game là sắp thôi thì mấy bác sĩ cố gắng tranh thủ mà cái ngày đó mà họp. Bác đang kiểm tra tình trạng sau phẫu thuật cho khách cũng như lắng nghe những phản hồi và mong muốn của khách, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp làm hài lòng họ. Ngoài các ca khám khách, một hoạt động của bác sĩ Khải thường làm là đến tận phòng hậu phẫu để thăm hỏi khách cũng như dặn dò đôi điều sau phẫu thuật. Đối với cái tần suất hoạt động của một bác sĩ phẫu thuật thì nó sẽ rất là tùy theo ngày. Có những ngày sẽ rất là đông ca, rất là nhiều công việc để xử lý. Có những ngày nó sẽ ít ca. Thì đối với những ngày mà đông ca thì mổ thường rất là trễ. Thì chắc chắn là sẽ rất là mệt rồi. Thực sự thì nhiều người nghĩ là cái công việc như vậy nó nhàm chán. Tuy nhiên là mọi cái vấn đề trên mỗi khách là nó sẽ khác nhau, nên nó đòi hỏi cái quá trình điều trị nó sẽ rất là khác. Để giúp cho khách được cái kết quả tốt thì bắt buộc phải thay đổi liên tục, phải cập nhật kiến thức liên tục, và mình phải đưa ra cái hướng điều trị thích hợp cho từng người, chứ không phải ai cũng một cái vấn đề y chang như vậy. Khi mình có thể khi mình bước vào một cái ca mổ thì cái vấn đề nó sẽ xảy ra hoàn toàn khác so với mình dự đoán trước mổ. Cái điều này phải đòi hỏi cái nền tảng kiến thức có sẵn để mà mình xử lý ngay cả trong mổ. Cái lúc đó mình không có nào mình dừng lại để mình tìm hiểu được, là nó nhàm chán thì tức là sẽ không bao giờ. Tại vì khi mà bạn đã nhàm chán với công việc nào đó thì chứng tỏ là mình đã đi lùi rồi. Và bây giờ bác sĩ Khải lại chuẩn bị đi đâu đây ta? À, thì ra sắp tới giờ phẫu thuật, hèn gì bác trông có vẻ khẩn trương như vậy. Chúng ta cùng theo chân bác lên phòng phẫu thuật nhé. Giới thiệu với khách hàng, đây là phòng phẫu thuật của Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An. Là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nên mỗi ngày bác sĩ Khải đều thực hiện các ca phẫu thuật làm đẹp cho khách hàng. Nhìn vậy thôi chứ đối với bác đây là điều hết sức bình thường. Rửa tay sau phẫu thuật là điều bắt buộc đối với một bác sĩ để loại bỏ vi khuẩn. Với bác sĩ ngoại khoa, phẫu thuật viên thì rửa tay là một bước cực kỳ quan trọng. Tại vì nó đòi hỏi là cái vô trùng tuyệt đối, là những cái bước rửa tay này sẽ giúp diệt khuẩn hầu như là coi như là vô khuẩn hết, tức là không có vi khuẩn. Thì sẽ có những cái bước tuân thủ mình phải bắt buộc phải tuân thủ theo. Và ở bệnh viện thì có cái bộ phận kiểm soát diệt khuẩn của từng khoa, có khoa kiểm soát diệt khuẩn riêng để giám sát và hướng dẫn cái ngày cuối ngày là mình sẽ cũng dành một ít thời gian để mình review lại tất cả những ca mổ của những ngày trước, hoặc review lại những khách hàng tái khám, hoặc là mình sẽ phải tìm hiểu những cái kiến thức mình cần phải biết để chuẩn bị cho những cái ngày làm việc tiếp theo.
Việc thì mình cứ thấy nó cứ tiếp tục, thì muốn làm tốt nó thì mình phải bắt buộc mình phải duy trì nó. Mình muốn làm tốt hơn, cái động lực của mình là bao giờ mình cũng phải muốn thay đổi. Mình nghĩ cái giúp mình làm được tới bây giờ và tồn tại tới bây giờ mà được như bây giờ thì cái nghĩ là cái sự thay đổi, mình phải lúc nào mình cũng nghĩ phải bắt buộc phải thay đổi liên tục. Thay đổi về cách điều trị, thay đổi về cách nhìn nhận vấn đề trong tất cả mọi cái về điều trị cho khách hàng, tiếp cận khách hàng, rồi nhìn nhận vấn đề về trong cái điều hành. Một cái quá trình mà một ngày làm việc căng thẳng vậy thì chắc là mình nên dành một khoảng thời gian để mình nghỉ ngơi, để có thể mình đi tập thể dục. Tập thể dục cũng là một cách để mình giải tỏa bớt cái sự căng thẳng. Và gia đình, về với gia đình là để có một cách để mình làm một cái ngày mới nhiều năng lượng hơn, hoặc là có thể mình tạm ngừng, sẽ có một khoảng thời gian để mình dừng lại khoảng một vài ngày để mình đi đâu đó, mình thể để cho làm mới lại cái trí não của mình á, để mình giúp cho cái công việc nó khi mà mình quay trở lại công việc thì nó sẽ thấy nó làm nó sẽ tốt hơn, có năng lượng hơn.